1 tỷ đô la Mỹ Bitcoin, danh tính người giao dịch được giữ kín, 1 phần 3 số tiền giao dịch đến từ Huobi Global, sàn giao dịch tiền ảo tại Singapore, tính chính xác, 94.504 Bitcoin tương đương giá trị 967 triệu đô la Mỹ theo tỷ giá 10.600 đô la Mỹ một Bitcoin, xét về khối lượng, đây không phải giao dịch Bitcoin lớn nhất, năm 2013, một người nào đó đã bán 194.993 trong một giao dịch đơn lẻ, tuy nhiên, khi đó Bitcoin chưa có giá cao như bây giờ nên giá trị giao dịch đó chỉ đạt 150 triệu đô la Mỹ. Trước đó vào năm 2011, một giao dịch đơn lẻ với số lượng 550.000 Bitcoin, nhưng giá khi đó chỉ khoảng 3 đô la Mỹ nên tổng giá trị chỉ đạt 1,5 triệu đô la Mỹ. Và như vậy, tuy số lượng Bitcoin được giao dịch lần này không lớn nhất nhưng giá trị lại lớn nhất, tiệm cận mốc 1 tỷ đô la Mỹ, người giao dịch phải trả phí 0,065 Bitcoin, tương đương 690 đô la Mỹ tại thời điểm giao dịch.